Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà cô chính trị ạ. Dạ thì buổi sáng hôm nay có mấy cô ở Củ Chi đến nhà của Sơn Ngọc để gửi những cái phần quà đến cho bà con đồng bào ở đây cả nhà. Thì trước mặt ảnh cả nhà mình đây có những cụ bà đây. Cả nhà mình nhìn quen cả nhà. Đây là cụ bà có chú heo này cả nhà. À quay ơi. Con chào quay nha. Dạ. Dép à quay đâu? À quay đi chứ không vậy? Không có dép à. Ôi đi chứ không đi lãnh quà luôn. Rồi leo lên núi lại hả? Rồi. Cả nhà mình thấy A quay lớn tuổi rồi nhưng mà tí nữa bà cả nhà vác một phần quà, có nghĩa là một phần quà gồm một bao gạo 10 kg với lại mì tôm rồi đường mắm muối dầu bột ngọt cái gì đó cả nhà, rất là nhiều. Nhưng mà bà cái sức khỏe của bà cả nhà rất là khỏe luôn, mang hết tất cả quà ở trong cái này nè, cái gùi này cả nhà. Đấy, mang hết trong đó luôn cả nhà ơi, bà rất là khỏe. Bà ăn sáng chưa bà? Hả? Bà ăn sáng chưa? Bà ăn rồi hả? Dạ. Đây bây giờ bà vô đây bà nhận quà nè. Đây. Cái lạc sữa mình giờ mình nấu chín rồi mình mới ăn nha. Mình để gì ăn cũng được nữa, mình đau bụng mình la. Như đây là mấy cô hôm nay phát những phần quà đây đúng không các bạn? Đúng rồi. Đây là hôm nay là có cô Phượng gửi tặng cho bà con là 10 phần. Bà cô Thiện 2 phần. Cô Ân 3 phần. Cô Thái 5 phần. Cô Nam Bình 5 phần. Chị Loan 5 phần. Tổng cộng là 30 phần cả nhà. Chị Phương gửi 15 ký lạc xưởng. Và cái điều đặc biệt nữa là có cô Năm rồi cả nhà. Cô Năm ở Củ Chi thì cô dạ xin lỗi, bà Tư Sơn Ngọc gọi là bà Năm ở Củ Chi ra ngồi nhà Sơn Ngọc phát rất là nhiều quà để gửi tặng cho bà con đồng bào người dân nơi đây rồi cả nhà, rất là nhiều luôn. Trời ơi, bà mang nổi không bà? Khỏe ghê. Bây giờ bà lên núi ha. Dạ. Thôi bà đi ha. Dạ. Trời ơi. Ở cái nhà bây giờ bà đi lên trên núi lại. Đi lên trên núi mấy hôm Sơn Ngọc có ghi hình cùng với lại em nhóc đi lên trên nhà của A Quay á cả nhà. Đi lên tiếp trên kia cả nhà. Đấy. Lên tiếp trên nó luôn cả nhà. Thương cả nhà. A quay khiên nổi không? Đưa con khiên khổ. Bây giờ A quay ở đâu ha? Con để đây nha, A quay nha. Dạ. Nướng ăn ngon lắm, ăn hết ngày nha. Bỏ gạo đây con. Rồi, bỏ từ từ từ. Bỏ đó vô con. Rồi. Rồi, đó, kệ. Đây con. Đây A Quay. A Quay tới đây. Có những người trẻ tuổi ở cái nhà thì ba của Sơn Ngọc phát phiếu để gửi đến những cụ bà lớn tuổi, nhưng mà những cụ bà đó đi không được cả nhà, cho nên là nhờ những người chị, người cô hơi trẻ tuổi một tí để đi nhận giùm ở cả nhà ơi.
Rồi luộc nha em nha. Rồi nếu quay luộc nha. Rồi, nè là. Hết rồi, mấy người sao ta đi chở á cô? Để lên đứng anh để ra đây. Còn 5 phòng đem chở đi lúc thôi. Để xin Ngọc đến trò chuyện với bà Năm. Bà Năm rất là vui. Cho mấy người nè. Con chào bà Năm. Bà Năm chào con, chào quý vị khán giả của kênh Sơn Ngọc Vlog. Dạ. À, khán giả ủng hộ Ngọc và Sơn Ngọc đây, Sơn Ngọc giỏi quá đi. Dạ. Còn trẻ mà rất chịu cực, rất là giỏi luôn. Thưa cả nhà thì bà Năm còn nhớ là bà Năm ra ngồi này mấy lần không bà Năm? Lần này là hình như thứ 8, thứ 9 gì rồi. 89 gì rồi. Dạ. Rồi bà Năm ở ngồi Củ Chi mà ra đến quê hương Ninh Thuận của Sơn Ngọc đó nha. Mình đi mấy tiếng bà Năm ơi? À, bây giờ nó có đường cao tốc thì nó nhanh tí. Còn mà mình nếu mà không có đường cao tốc thì 9 giờ rưỡi mà tới 3 giờ rưỡi mới tới đây. Trời ơi. Là hồi hôm là bà Năm đi 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi mà bữa nay là tới sớm. Dạ, chưa tới 3 giờ. Là mình bữa nay mình đi đường cao tốc. Đường cao tốc. Dạ. Nó nhanh hơn tí. Còn thông thường cao tốc thì dạ. 9 giờ rưỡi đi tới 3 giờ rưỡi tới. Bà Năm năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha bà Năm? 72. 72 tuổi rồi. Cả nhà mình nghe bà Năm 72 tuổi rồi. Nhưng mà bà Năm thích đi như vậy. Thích làm như vậy, dạ. Đúng nơi đúng chỗ. Dạ. Bà Năm thấy người rừng ăn lá cây không mà Năm chịu cũng được. Thỉnh thoảng bà Năm tôm góp được nhiêu bà đi Năm đi nhiêu, không có kêu gọi ai. Dạ. Chỉ có mấy chị em vậy thôi đó, cái phạm vi đây thôi, nhưng mà có nhiêu cho nhiêu. Dạ. À, làm cho giúp cho bà con qua cái ngày tháng chút vậy thôi, chứ không có phần quà, không có làm bao nhiêu. Dạ đúng rồi, mình giúp những lúc ngạt bà Năm ha. Ngạt đó đúng. Dạ. Rồi thì mấy hôm bà Năm ra cũng khá là nhiều, như ví dụ như bà Năm đây rồi như em bà Năm hoặc là chị. Dạ. Bà Năm rất là nhiều. Ừ. Dạ hôm nay thì con thấy bà Năm với lại có hai người bà nữa. Hai người bà là không có đi được. Dạ. Nhưng mà hai người bà đó cũng thích đi. Dạ. Mà tại chiếc xe Phi có 4 chỗ thôi, nếu mà rủ nữa ngồi đâu đó. Đó. Nên nói chung là ai cũng thích lên. Dạ. Nhưng mà cái phương tiện này không có vô đây xa quá. Dạ. Từ ngoài vô đây xa quá thì không có phương tiện. Thưa cả nhà thì bà Năm ra ngồi, mới nãy Sơn Ngọc cũng có chia sẻ đến cả nhà rồi, bà Năm ra ngồi nhà của Sơn Ngọc phát quà thì rất là nhiều rồi cả nhà. Theo mới nãy bà Năm chia sẻ là 7-8 lần rồi. Mình Sơn Ngọc quen với bà Năm rất là quen rồi cả nhà. 7-8 lần. Mà cả nhà mình thấy đó, bà Năm lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn rất là khỏe, thích đi những cái chuyến đi xa để gửi tặng những cái phần quà. Mình này gọi là những cái phần quà yêu thương nè. Yêu thương đúng rồi đó. Tặng cho bà con. Bà Năm ha. Dạ. Với nói nào ngay, bà Năm cũng quý mến gia đình chú Phong với anh em Sơn Ngọc. À, có tâm, rất là có tâm. Dạ. Cái này mới thật sự dùng sâu dùng xa nhưng mà rất có tâm. Còn anh gà rừng nữa chứ bà Năm? Anh gà rừng. Gà rừng thì cô chưa thấy, bà Năm chưa thấy. Anh gà rừng nè. Đó. À, quên á. xin lỗi gà rừng quay không mà quên gà rừng. Sao lại quên con? Gà rừng là ai? Trời, gà rừng nó quay mình từ đầu tới đuôi mà gà rừng là ai? Xin lỗi à. Đính tránh lại, gà rừng là thân thuộc luôn. Chứ phải con kia bỏ con qua một bên. Không, ruột, thiệt là ruột luôn. Giờ bây giờ nó để tao nói chuyện nhiều, tao nói nhiều quá, nó lạc lạc. Tao tưởng gà lang thang. À, tao không chịu. Liệu rồi cả nhà. Vui quá. Dạ. Đưa lên cười chết rồi. Nhưng mà mỗi khi bà Năm ra ngoài nhà của Sơn Ngọc cả nhà, nhưng mà bà Năm ra rồi phát quà rồi về không mà không có ở lại chơi này kia để giữ gìn sức khỏe để về. Bà Năm còn mạnh, về nhà làm chuyện luôn chứ không có nằm nghỉ miếng nào luôn. Nó tánh vậy đó. Ồ. Dạ. Bà Năm có nằm nghỉ đâu, về bắt đầu vô nhà là làm chuyện vậy đó. Sáng ra rồi cái phát quà rồi cái về cái lại liền cả nhà. Về lại đó. Rất là khỏe. Tối là về lại đặt vé. Quên, nó đặt vé nữa. Đặt vé. Tối về lại là tới ăn sương, nếu mà đi sớm vậy là ngồi trong góc ở ăn sương đó. Dạ. Chờ tới 4 giờ rưỡi mới có xe. Dạ. Đó, con thấy bà Năm là cũng hết lòng với dân ở đây nè. Như là lần đầu tiên mà Năm lên đó là bà Năm xúc động thiệt. Dạ. Nên bà Năm mới có động lực đi hoài. Dạ. Đi hoài giúp bà con ở đây.
ở thành phố mà trời đất ơi, nó nghèo cỡ nào cũng có cái đũa cái chén để mà ăn. Ở đây dòm tới hả, thiệt thấy nó thê thảm quá. Không có cái gì gọi là có hết trơn á, thiệt. Dòm nhà là không có cái gì hết. Nên bà Năm xúc động lắm, bà Năm cái khả năng bà Năm thiệt, nếu mà giúp được bà con nhiều bà Năm sẽ giúp nữa. Ở bà Năm cho hai cái đèn năng lượng mặt trời là cái khả năng cái khả năng nhiều đó, chứ muốn cho nhiều nữa, thấy nhà không có đèn không có đuốc rồi bà Năm xúc động lắm. Kệ đi, mình ăn cũng hết, mình chia sớt đồng bào như vậy đi rồi mình cũng vui đó con. Mà bây giờ nếu mà bà con mà có nhận quà đó mà có cái muối đó là của bà Năm. Cái muối này muối tiêu cơ nha. À, muối tiêu đó muối tiêu. Là của bà Năm, chỉ có là vậy thôi. Muối tiêu. Ừ. Bà Năm đi là phải có muối tiêu, còn mà những cái phần quà không muối tiêu là của mạnh thường quân khác. Dạ. Đó, vậy đó. Mới đây con cũng có đọc lên những cô đã hôm nay gom góp lại chung tay với nhau để mua những cái phần quà gửi tặng cho bà con ở đây. Gửi một chút. Nhưng mà ai cũng thích đi không biết không? Dạ. Cái tiền xe nó cũng nhiều chứ không ít. Nhưng mà đi rằng là mình lên mình thăm bà con luôn, mình trải nghiệm luôn. Rồi chứ đi xa là điều thứ nhất. Điều thứ hai tiền xe. Thay vì mình không đi mình gửi cái tiền nó lên mua cũng được, nhưng mà thích đi. Dạ. Thấy không? Chứ nếu mình tôm góp cái số tiền xe đó đó mình mua đồ mình gửi lên cũng được, nhưng mà lâu lâu đi lên cho nó thay đổi không khí đó. Nên mà Năm thích vậy thôi. Ở bây giờ là cả nhà mình phát nãy giờ là cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà cả nhà mình thấy trống hết rồi, chưa lại á cả nhà. Đó bây giờ ta đi đẩy, ta chưa xuống mình hết. Vào mình uống nước ha bà Năm ha. Rồi con. Dạ. Kết thúc đi. Còn mấy phần nữa cả nhà? Giờ ba con chở đi 5 phần. Dạ. À còn để 5 phần để chở lên trên núi nữa. À, trên núi. Dẫn 2, 4, 6 bà Năm với lại còn hai bà nữa cả nhà. Hôm nay ra ba bà. Giờ đặng mà lên trên mỗi nhà đi vô nhà là đấy người ta đến nè. À người ta đến. Dạ. Mình đi vô tới nhà luôn nè. Dạ. Đây. Đây là muối tiêu thần thánh của bà Năm đây cả nhà. Chỉ đây có bà Năm mới có cái này muối tiêu nè. Để phát cho bà con. Lấy cái bao ra mở ra. Sưởng cả nhà. Gạo, mì, tôm. Bỏ là sưởng cho quà đến ướt cái bao gạo. Dạ thì phát những cái phần quà này cả nhà. À, lâu lâu thì cũng có những ông bà cô chú anh chị nhà hảo tâm đến kết nối với Sơn Ngọc để đến khu vực rừng núi này để phát những cái phần quà gửi tặng cho bà con đồng bào ở đây. Rất là nhiều cái nhà ơi, rất là nhiều, nhưng mà một khoảng thời gian dài rồi Sơn Ngọc cũng chưa có ghi hình để gửi đến ông bà chú anh chị xem. Thì hôm nay sẵn dịp hôm nay, buổi sáng hôm nay cả nhà có bà Năm ra thì Sơn Ngọc cũng muốn ghi hình đôi chút để gửi đến ông bà của chính chị mình xem cho vui nha cả nhà mình nha, xem cho vui để mình biết được những cái hoàn cảnh khó khăn trên khu vực rừng núi này, và cả nhà mình cũng biết những cái tấm lòng mà những người bà lớn tuổi phải lặn lội đường xa đến đây để gửi những cái phần quà yêu thương cho bà con. Thì tí nữa Sơn Ngọc sẽ đến với một cái hoàn cảnh lúc trước Sơn Ngọc đã gửi đến cho cả nhà mình. Đó là ba anh chị em bị cha mẹ bỏ rơi ở với bà nội. Vậy thì Sơn Ngọc mời cả nhà cùng đồng hành với Sơn Ngọc nhé. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại Sơn Ngọc cũng đã đến nhà của ba bé rồi cả nhà. Ôi cháu chào con nha. Con đang làm gì đó? Có điện thoại hả? Ồ bữa đây có điện thoại coi luôn, đã với ta. Con chào ông bà cô chú anh chị đi. Bé, em con tên gì chú quên rồi? Em tên Hiền. Tên Hiền à? Dạ. À con tên Hằng. Dạ. À chú quên, nhớ rồi. Hiền ơi. Hiền. Con ăn sáng gì chưa? Hả? À? Con ăn sáng gì chưa Hiền? Dạ chưa. Dạ chưa hả? Sao giờ này chưa ăn sáng? Trễ rồi. Hả? À? Nói chú nghe nào. Sao giờ này chưa ăn sáng?
Gia đình mình chưa ăn sáng gì hết luôn hả Hàn? Dạ. Ồ, bữa nay có điện thoại mới luôn, điện thoại có ai tặng cho con nè? Điện thoại của chú Gà Rừng TV. À, của chú Gà Rừng TV dạ. Đến tặng cho con. Dạ. À, tặng cho con lâu chưa? Vừa mới thôi. Vừa mới đây à? Dạ. Bữa giờ con có đi phụ nội đi làm gì nữa không? Cha con bận châu. Sao? Cha con bận châu. Phụ. Con nói gì chú không nghe rõ. Bà ngoại đi con đi cột con bò con trâu. À bà nội hả? Đi dạ. Cột con bò con trâu. Dạ. Rồi con có đi phụ không? Có. Có hả? Hôm nay chú đến nhà chú thấy có cái niệm mới nè. Này là gia đình mình mới mua hả? Dạ. Bà nội con đâu rồi? Ừ, con ở nhà. Ở dưới? Dạ. À, trời ơi. Bên đây có điện thoại mới đã người ta. Sao giờ này chưa ăn sáng? Đang làm canh. Đang làm canh hả? À? Đừng nói là ăn trưa luôn nha, không ăn sáng nha. Giờ này trưa rồi đó. Rồi dạ. Bé Hiền cả nhà. Dễ thương, hai bé gái bé nào dễ thương hết cả nhà ơi. Trời ơi, nóng rồi. Rồi, hai chị em xem điện thoại đi ha. Nhớ là xem ít thôi nha. Để dành mình tập trung, mình học hành nha chứ. Xem ít thôi. Rồi, bà nội ở dưới hả con? Nè, con chào cô. Mình đang làm gì vậy cô ạ? Nấu canh hả? Ừ. Ồ, sáng là mới nghe mấy bé nói là chưa ăn sáng gì hết hả cô? Sáng không dạ. Có ăn sáng là... Quen cái tật đó rồi là dạ. Không có ăn, có đồ ăn không có thôi. Không quên, đỡ đôi dép ở trên kia rồi. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình nấu món gì vậy cô ạ? Thịt gà mới đi mua chỗ quán. Ồ, đã ghê ha. Ồ, thịt gà kho. Rồi tính là ăn trưa luôn, ăn sáng lẫn ăn trưa luôn. Rồi. Hôm bữa giờ là cô có đi làm công việc gì không? Cô đi làm về cỏ với người ta anh dạ, người ta kêu, con ngày người ta kêu đi làm, con ngày ở nhà dạ. Chăn trâu chăn bò. Dạ. Chăn trâu chăn bò người ta gửi á. Dạ cô ngồi hướng anh này cô ạ, cho sáng này. Hình như là bữa giờ là mấy anh em con có đến thăm gia đình của mình không cô ạ? À? Bữa giờ có mấy anh đến thăm gia đình của mình không? Có. Có, dạ. Có gà rừng TV với gì nè. Quên tên. Anh gà lang thang. Ăn gà lang thang lâu rồi. Lâu rồi. À, còn mới qua này nữa. Mới qua là ai? Mới qua gà rừng TV với Tính gì đó. À dạ. Tính. Dạ. À. Hai anh con á. Chắc là vài bữa nữa gia đình mình nhận được tin vui rồi ha. Cô biết tin vui gì không? Tin vui làm nhà. Làm căn, nhà. Làm căn nhà. Sửa lại nhà đúng không? Sửa căn nhà này lẹ. Dạ. Cô nghe được như vậy là cô vui không? À, đủ tầm tầm đi làm kiếm cho con cháu ăn. Dạ. À. Hôm đó giờ là mẹ cũng không gọi về cho mấy bé luôn. Không. Biệt tâm biệt tích luôn. Còn một bữa nói chuyện với mấy tụi cháu đó. Sao em? Còn một bữa nói chuyện con, với tụi cháu đó. Con gái cô hả? Con gái Út đó. Như đây là lúc trước nghe cô chia sẻ là con gái Út cô đúng không? Con gái Út đó. Dạ. Đứa đó. Rồi bây giờ là bé cũng học xong rồi. Học rồi. Dạ. Học trong bìa thi lên lớp 10. Học lớp 9 đúng không cô? À, lớp 9 chuẩn bị thi dạ. Học lớp 10 nè. Thi chuyển cấp. Chuyển cấp lớp 10. Lớp 10. Thi chưa cô? Bé thi chưa? Xong rồi. Thi xong rồi. Thi được không? À, sáng đi cái gì nè. Đi lên xã nghe mấy xã nói lên lớp á. Dạ, lên lớp rồi. Là lên lớp rồi á hả? Ồ. Là mới sáng này thôi. Mới sáng. Sao gia đình của mình mấy hôm rồi giờ nghe được tin vui không rồi ha?
chắc có lẽ là 2-3 bữa gì nữa sửa nhà cho gia đình của mình rồi. Vui rồi, tặng cho bé Hằng một cái điện thoại để cho bé học online cả nhà. Nghe nói là vài bữa nữa là bé bé gì cô, bé trai tên gì cô? Hải. À dạ bé Hải. Yeah, bé Huyền. Dạ. Bé Hải. Hai cho đó nói bữa đó. Bữa giờ là có ai đến đây thăm mình rồi có nói là dẫn bé Hải đi bệnh viện chưa cô? À, nghe gà rừng TV nói khi nào người ta rất tiền bệnh đó rồi đã qua đưa cho dì nó đi tháo cái nóc. Dạ tháo cái nóc. Dạ. Dạ anh gà rừng cũng đã có nói với gia đình mình rồi. Nói. Dạ. Bữa giờ là gia đình của mình khỏe cô ha? Khỏe. Dạ. Thì hôm nay con đến con thăm lại gia đình của mình á. Con cũng thay mặt một người chị để gửi cho gia đình cô một số tiền để cô có thể lo cho mấy bé cô ạ. Dạ thì con cũng gửi cho cô luôn. Tiền đó từ tiền mới từ cháu đem gửi cho cô bữa đó mới suốt đi mua thịt gà cho nó từ nó ăn đó. Dạ. Tiết kiệm mua thịt gà cho mình không có người ta kêu không có kêu đi làm á. Dạ. Mình xách cái tiền đó mà mình đi mua đồ quán cho nó ăn. Dạ. Cảm thấy mình có ngày nào người tiêu ngày nào người, nếu người ta kêu đi làm. Dạ. Thì mình lấy cái số tiền đó mình mua mình để dành dụm sợ sau này nó bệnh hoạn thế này thế kia. Dạ. Không có tiền lấy ra mua thuốc mua men cho mấy cháu ăn học cho nó khỏe. Dạ. Con thấy là bé Hiền bé có nhiều đồ không cô? Bé Huyền mới gà rừng TV mới chở bé Hằng đi mua rồi bữa với bé với thằng Hải. Dạ. Con thấy mấy bé mặc đồ cũ quá rồi. Con cũng định kêu cô là vài bữa dẫn mấy bé đi mua cho mấy bé vài bộ đồ cho mấy bé thay qua thay lại mà. Là hôm bữa là có anh gà rừng đến gà rừng đến chợ đi dẫn mấy bé đi rồi. Dạ. Đi mua. Dạ. Đi mua trực tiếp luôn. Dạ. Dạ. Cũng mừng cho mấy bé cả nhà. Dạ thì hôm nay con đến con gửi cho cô một cái số tiền là 1.150.000. Dạ cô nhận cho con nhé. Dạ đây, đây là cái số tiền của một người chị. Chị muốn nêu tên của chị là chắc là tiệm của chị đó rồi. Chị nói là tiệm phở Hiệp Hò. Dạ, nhưng là một người chị gửi cho con cái số tiền là 1.150.000 của chị tiệm phở Hiệp Hò. Dạ. Cô cảm ơn chị đi. Quay cảm ơn con. Dạ. Con gửi tiền cho quay nhà quay khó khăn quá. Dạ. Có gì cô dành dùm đó rồi lo sức khỏe của mấy bé nha. Rồi. Dạ ăn uống trong gia đình. Rồi. Dạ con cảm ơn cô ạ. Dạ thì em Sơn Ngọc cũng xin thay mặt gia đình và cô cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc cho chị và gia đình chị có thật là nhiều sức khỏe. Dạ và Sơn Ngọc cũng cảm ơn ông bà của chính chị đã quan tâm video và theo dõi video của Sơn Ngọc. Và đừng quên ủng hộ cho Sơn Ngọc một like và được đăng ký kênh nha. Và cảm ơn ông bà của chính chị mình rất là nhiều. Dạ Sơn Ngọc cũng xin phép tạm dừng video tại đây ạ. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Mấy bé chơi trên đó rồi. Dạ. Cho nên là thôi con xuống đây con nói chuyện với cô thôi. Rồi con gửi tiền cho cô ha. Rồi. Dạ. Cảm ơn con. Để cho mấy bé chơi. Dạ bye cô nha. Rồi. Dạ. Bye.